Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn vào chủ nhật tuần sau lúc 9:30. Chương trình làm lễ đầu cờ chủ nhật hàng tuần lúc 9:30 xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt.